Vì sao người xấu vẫn sống tốt? Xưa kia, một người luôn bất bình với những nghịch cảnh cuộc đời. Vì sao nhiều người lương thiện phải chịu đọa đày, trong khi những kẻ hành ác vẫn được sống an nhiên tự tại? Một ngày, anh quyết định đi trình quan về những việc xấu xa, độc ác của một tên ác bá trong vùng. Nhưng chưa kịp tấu trình thì anh đã bị thuộc hạ của tên ác bá hãm hại, bỏ mạng nơi đất khách quê người. Khi linh hồn lìa khỏi thân xác, anh chứng kiến cảnh cha già đã khóc ngất khi nhận được hung tin. Căm hận trong lòng, anh ta hóa thành quỷ hồn đi tìm tên ác bá trả thù. Lúc này, từ không trung bay tới hai sợi dây thừng màu trắng và đen trói chặt linh hồn anh ta. Đó chính là Hắc Bạch Vô Thường hộ tống các linh hồn người chết trở về âm phủ. Anh ta liền nói: "Hai vị lão gia, xin hãy đợi tôi đi báo thù, rồi các ông tùy ý xử trí." Họ vẫn trói chặt, đưa anh ta đến gặp Diêm Vương. Trong động lớn mù sương, Diêm La Vương ngồi uy nghiêm giữa chánh điện. Anh phẫn uất cất tiếng: "Bẩm Diêm Vương, vì sao tôi phải chết, còn kẻ hại tôi lại được sống ung dung như vậy?" Diêm Vương trả lời, giọng rền vang như sấm: "Thiện ác phân minh, nhân quả báo ứng là thiên lý. Công đạo của trời sẽ không thiếu nợ nhà ngươi chút nào cả." Anh ta vẫn không phục. Người thiện lương mà vẫn bị hãm hại, kẻ hành ác lại không bị báo ứng, làm sao tôi có thể tin rằng thiên lý là công minh? "Thôi được, ta cho ngươi hai lựa chọn. Hoặc là uống canh mạnh bà, rồi theo công đức ít nhiều mà đầu thai chuyển kiếp, hoặc sẽ cho nhà ngươi hiểu rõ thiên cơ, nhưng sẽ bị chậm thời gian đầu thai và ngươi phải hao tổn dương thọ. 1 giờ nơi âm gian là 1 năm nơi dương thế, nhà ngươi hãy nghĩ cho kỹ." "Dù có chuyển thế muộn, tôi vẫn muốn xem cái thiên cơ mà ngài nói." "Quân bay đâu, hãy đưa người này đi ngộ đạo trong cõi luân hồi." Diêm Vương vừa dứt lời, hai quỷ sai đeo lên đầu anh ta một cái vòng sắt, rồi đẩy anh ta vào hang ngộ đạo. Vòng này nếu gỡ, anh ta sẽ bị hồn bay phách tán, vạn kiếp không được siêu sinh. Muốn đầu thai trở lại, chỉ cần gõ vào cái vòng 3 cái. Bỗng trước mắt anh ta là quê nhà quen thuộc, nhưng chỉ toàn màu xám, không ánh sáng mặt trời. Một người mang vòng sắt giống anh vừa vội đi vừa nói với anh: "Hãy mau làm xong việc để tránh hao tổn dương thọ đời sau." Anh về nhà, nhìn thấy cha già vẫn chưa hết khóc thương mà đau xót. Đến nhà tên ác bá, hắn đang nằm ngủ, quanh hắn có rất nhiều quỷ hồn. Một quỷ hồn bắt mấy con muỗi ném lên mặt tên ác bá, khiến hắn ta tự tay tát bóp bóp vào mặt, đến nỗi mặt hắn ta sưng phù đỏ lựng. Quỷ hồn khác bắt mấy con bọ ném vào miệng hắn. Những quỷ hồn đứng bên cạnh ngặt nghẽo cười khoái chí. Nhìn thấy anh, một quỷ hồn nói: "Lại có thêm một người đến tìm hắn ta tính sổ nữa kìa." Chúng nhường đường để anh ta vào trút giận. Anh ta chạy lại rút gươm kề cổ, định giết tên ác bá cho hả giận, khiến tên ác bá ho sặc sụa. Đám quỷ hồn lao vào ngăn lại, chúng nhao nhao: "Nếu giết chết hắn, khi đó chúng ta sao trút được mối hận trong lòng?"
không chỉ vì căm giận nhất thời mà nhà ngươi cho tên đốn mạc này chết dễ dàng như vậy. Thì ra là như vậy, anh ta nghĩ. Chả trách có những kẻ ác nhân phải chết chậm để chịu tội. Anh ta liền đi theo đám quỷ hồn đó, ngày qua ngày nghĩ cách chọc ghẹo tên ác bá cho hả giận. Sau một đoạn thời gian, anh ta dần dần cảm thấy vô vị. Nhìn sang cha mẹ và thân nhân của tên ác bá, họ đều là những người hiền lành. Anh ta bèn khởi sinh thiện niệm. Trần duyên đã hết, hận thù trong lòng nào có ích chi. Anh bèn gõ vào cái vòng trên đầu ba cái, tích tắc đã về lại điện Diêm Vương. Diêm Vương xét rằng anh ta có lòng hướng thiện, bèn để anh uống canh mạnh bà, rồi chuyển sinh vào một gia đình phú quý. Vạn sự vạn vật trên thế gian không hề ngẫu nhiên, hết thảy đều có an bài. Người xưa tin vào thiên lý, làm việc thiện hay ác đều có báo ứng, nhân quả tất công minh. Bởi vậy, họ luôn lấy đạo đức để ước thúc bản thân, hành thiện tích đức, tránh làm điều ác tích nghiệp cho đời sau. Đó chính là lựa chọn sáng suốt, thuận theo thiên đạo để có được một tương lai tốt đẹp.